Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình truyền hình thành phố Bắc Giang tuần này, sau phần điểm tin tức hoạt động trong tuần qua là ghi nhận về những chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở thành phố Bắc Giang. Cuối chương trình là phóng sự Đảng bộ phường Trần Phú với phong trào dân vận khéo. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần, đồng chí Đặng Đình Hoan, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, chủ trì phiên họp thường kỳ 82 năm 2023. Tại đây, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các báo cáo, chương trình, kế hoạch thực hiện các đề án phân kỳ năm 2024. Trong đó, tập trung nghe và thảo luận các kế hoạch về thực hiện đề án nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Bắc Giang giai đoạn 2020-2025. Phân kỳ thực hiện năm 2024. Thực hiện chỉ thị 01 ngày 6 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố năm 2024. Thực hiện đề án cải tạo, quản lý và phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn năm 2020-2025, phân kỳ thực hiện năm 2024. Thực hiện đề án phát triển thành phố Bắc Giang theo hướng đô thị xanh, thông minh giai đoạn 2020-2025, phân kỳ thực hiện năm 2024. Kế hoạch thực hiện các chương trình đề án thực hiện nghị quyết số 233 ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Kế hoạch xây dựng khu đô thị văn minh kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Bắc Giang năm 2024. Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu phải quyết tâm làm trật tự đô thị như giải phóng mặt bằng. Giao đồng chí Đào Công Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo. Phòng quản lý đô thị phải sơ đồ hóa các nội dung, lĩnh vực, tuyến đường, tham mưu lãnh đạo thành phố đi kiểm tra các điểm khó, phức tạp về trật tự đô thị. Các phường xã phải có giải pháp căn cơ cho nhiệm vụ này và phân công các đồng chí thường trực, thường vụ phụ trách từng tuyến đường. Công an thành phố phối hợp tham mưu lắp thêm các camera an ninh. Trong quý 1 năm 2024 phải ban hành xong quy hoạch cây xanh cho mỗi tuyến phố. Nghị quyết số 233 ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện theo kế hoạch. Xây dựng khu đô thị văn minh kiểu mẫu, giao mỗi phường xã đăng ký một khu đô thị xây dựng thành khu đô thị văn minh kiểu mẫu. Thành phố thành lập ban chỉ đạo, xem xét duyệt, sau đó tiến hành xây dựng. Ngày 18 tháng 12, Tổ công tác tỉnh do đồng chí Trịnh Văn Ánh, tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Bắc Giang làm tổ trưởng, đã có buổi thẩm định hồ sơ đề nghị đạt chuẩn chính quyền thân thiện tại thành phố Bắc Giang. Tiếp đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ngành thành phố, lãnh đạo 11 phường xã được đề nghị đạt chuẩn chính quyền thân thiện năm 2023. Tại đây, các đại biểu đã nghe tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 11 xã phường của thành phố Bắc Giang đạt chuẩn chính quyền thân thiện từ 2 sao đến 4 sao năm 2023. Thành phố xác định xây dựng chính quyền thân thiện là nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về xây dựng chính quyền thân thiện, yêu cầu cán bộ công chức phường xã thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở, kỷ luật kỷ cương hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân khi tới giao dịch, giải quyết các thủ tục hành chính. Đồng thời, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang hiện đại cho trụ sở Ủy ban nhân dân cấp phường xã. Tại bộ phận một cửa phường xã niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, duy trì tốt hoạt động thăm hỏi, chúc mừng, động viên nhân dân khi gia đình có việc hiếu hỉ. Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến các đại biểu phân tích, làm rõ kết quả đạt được và giải trình những vấn đề còn tồn tại hạn chế trong xây dựng chính quyền thân thiện và nghe ý kiến đóng góp của các thành viên tổ thẩm định tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Ánh, Tổng biên tập Báo Bắc Giang đã ghi nhận biểu dương những cố gắng, nỗ lực, kết quả đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, thành phố Bắc Giang cần có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng chính quyền thân thiện, mang lại sự thuận tiện hài lòng nhất cho tổ chức công dân. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, tiếp thu ý kiến tổ công tác tỉnh, đồng thời hứa thành phố sẽ sớm khắc phục những tồn tại hạn chế, phấn đấu 100% phường xã đạt chuẩn xây dựng chính quyền thân thiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, mang lại sự thuận tiện hài lòng nhất cho tổ chức công dân khi tới giao dịch, giải quyết các thủ tục hành chính. Ngày 18 tháng 12 tại trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên, Ban Thường vụ Thành đoàn, cơ quan thường trực cuộc thi đã tổ chức chương trình tôn vinh và trao giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Bắc Giang năm 2023 và phát động cuộc thi năm 2024.
Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố năm 2023 có 198 mô hình, sản phẩm dự thi của các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm phục vụ sản xuất, các dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ dùng giải trí và đồ chơi trẻ em, các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Tại chương trình, ban tổ chức cuộc thi đã trao giải thưởng cho tác giả, nhóm tác giả của 25 mô hình sản phẩm, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 11 giải khuyến khích, một nhóm tác giả đạt giải mô hình sản phẩm đẹp nhất và một tác giả đạt giải thí sinh nhỏ tuổi nhất. Cũng tại chương trình, thành đoàn đã tuyên dương trao giấy chứng nhận cho 26 học sinh đạt danh hiệu học sinh ba tốt năm học 2022-2023, đồng thời phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, cùng với nâng cao chất lượng các tiêu chí 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Bắc Giang cũng đặc biệt quan tâm xây dựng các nông thôn mới kiểu mẫu, theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Qua đó góp phần làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Về thôn Song Khê 1, xã Song Khê những ngày này, có thể cảm nhận được niềm vui hân hoan của cấp ủy đảng, chính quyền và người dân nơi đây khi thôn đã hoàn thành các tiêu chí và được công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là cái niềm vui chung cho đảng và cho nhân dân xã Song Khê nói chung và cái thôn Song Khê 1 nói riêng. Được sự quan tâm của đảng, chính quyền từ cấp tỉnh, thành phố, đặc biệt là các đồng chí cấp ủy đảng, chính quyền của xã và của thôn, và với sự đồng lòng ủng hộ rất lớn của nhân dân, cho nên là cái công cuộc xây dựng nông thôn mới trong những năm vừa qua đã đạt được rất nhiều cái thành tựu. Thôn Song Khê 1, xã Song Khê có 473 hộ dân trên 1.700 nhân khẩu. Năm 2023, thôn tập trung cao hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu với nhiều đổi thay rõ nét. Kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, số hộ có thu nhập bình quân hàng năm đạt trên 100 triệu đồng một năm. Thôn không có hộ nghèo, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 96%. Hệ thống đường trục chính ngõ xóm được nâng cấp cải tạo, khu nhà văn hóa được xây dựng khang trang với tổng diện tích 700 m², khu vui chơi được xây mới, cải tạo rộng rãi, sạch đẹp. Cái kinh nghiệm phải có kế hoạch triển khai cụ thể cho từng như thế là tháng và từng công việc, thì rõ người, rõ việc và rõ như thế là thời gian hoàn thành. Thì cái này là cái một trong những cái điểm nhấn mà chúng tôi thấy được là trong cái năm vừa qua là chúng tôi cũng đã làm được. Diện mạo nông thôn mới ngày càng khang trang, đó cũng là cảm nhận của người dân thôn Phúc Hạ, xã Song Mai về những chuyển biến tích cực, đầy tự hào của địa phương sau khi được công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Dân phấn khởi lắm, đặc biệt là khu trung tâm này là cái khu tâm linh, cũng có mới được xây dựng được vài năm nay, lại vừa rồi xây dựng một cái nhà văn hóa như thế này, thấy là dân chúng tôi rất phấn khởi. Vào trong làng, đường làng ngõ xóm sang trang sạch đẹp, cơ sở vật chất được xây dựng, đời sống nhân dân được nâng lên. Chúng tôi thấy là so với trước đây thì gấp bao nhiêu lần. Sự chuyển mình về kinh tế, văn hóa là những giá trị cốt lõi mà nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Phúc Hạ đem lại cho người dân. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc với 17 tuyến đường ngõ xóm được cứng hóa. Tổng diện tích khu nhà văn hóa 600 m², đã có khu thể thao thôn đạt chuẩn, diện tích 4.500 m². Số hộ đạt gia đình văn hóa đạt tỷ lệ trên 95%. Công tác chăm lo phát triển giáo dục, y tế, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội cho nhân dân được thực hiện kịp thời đầy đủ. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Thôn đã thành lập cái ban xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gồm 17 thành viên để tập trung tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Thì từ đó đã nhận được một số các kết quả rất chi là tích cực. Đã xây dựng được cái nhà văn hóa, nơi sinh hoạt văn hóa của nhân dân là được khang trang và tuyên truyền nhân dân là hiến đất mở đường. Cũng đã xây dựng được nhiều tuyến đường giao thông nông thôn là rộng rãi, đảm bảo đi lại cho nhân dân là thuận tiện. Năm 2023, thành phố có 2 thôn được công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số toàn thành phố có 19 thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu của 6 xã. Thành quả của xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở thành phố Bắc Giang đã tạo nên những con người mới,
sức sống mới, chung tay đồng lòng cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra trong nhiệm kỳ này. Thấm nhuần lời dạy của Bác, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Bằng những cách làm sáng tạo, Đảng bộ phường Trần Phú đã thực hiện nhiều mô hình dân vận hiệu quả. Công tác dân vận được triển khai sâu rộng đến từng tổ dân phố trên tất cả các lĩnh vực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, nên ngay khi được tổ dân vận cộng đồng của tổ dân phố Đàm Thuận Huy đến vận động, gia đình bà Hằng là một trong số những hộ gia đình đầu tiên của tổ dân phố mua bình chữa cháy. Bản thân bà và nhân dân trong tổ đều được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy đúng cách và an toàn. Tôi gần như là người đầu tiên để mua cái bình chữa cháy này. Nhưng thực tế khi mua thì chúng tôi chưa biết cách sử dụng. Chúng tôi cũng rất cần tổ dân vận cộng đồng hỗ trợ và tư vấn. Thì được các bác tư vấn cho chúng tôi cách phòng cháy chữa cháy rất là tốt. Đến bây giờ thì chúng tôi rất là thành thạo. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy phường Trần Phú, tháng 9 năm 2023, chi bộ tổ dân phố Đàm Thuận Huy đã triển khai và chỉ đạo tổ dân vận cộng đồng vào cuộc vận động nhân dân trong tổ trang bị bình chữa cháy cho gia đình. Đồng thời, chi bộ xây dựng mô hình nhà tôi có bình chữa cháy trở thành mô hình dân vận khéo. Do đó, chỉ sau một tháng vận động, có khoảng 60% hộ dân trang bị bình chữa cháy, đến nay đạt 90%. 10% còn lại đang tiếp tục vận động, phấn đấu hoàn thành trong tháng 1 năm 2024. Chúng tôi đã thấy đây là cái việc làm rất là thiết thực và rất thực tế và có tác dụng rất tốt trong vấn đề đảm bảo phòng cháy chữa cháy ở trong nhân dân. Thế và chúng tôi về đã triển khai ngay trong chi bộ. Thế và quán triệt đến tất cả các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Và từ đó thì tổ dân vận cộng đồng đã thông tin đến, tuyên truyền đến tất cả các tổ trưởng, tổ liên gia trong tổ dân phố để vận động toàn bộ bà con trong tổ dân phố mua bình chữa cháy. Vì chúng tôi xác định là khi không may xảy ra có hỏa hoạn thì có thể tất cả bà con trong tổ dân phố mà đều có bình chữa cháy thì có thể là mang đến tập trung dập tắt ngọn lửa ngay từ khi nó bắt đầu khởi phát. Ở tổ dân phố An Lữ, để có được cây cầu và toàn bộ phần đường dẫn lên cầu đẹp như ngày hôm nay, không thể không kể đến công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân, đồng thuận, bàn giao mặt bằng của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị phường Trần Phú. Trong đó có sự vào cuộc quyết liệt của tổ dân vận cộng đồng, tổ dân phố A Lữ. Không kể thời gian, sớm, trưa, chiều tối, các thành viên trong tổ đã luôn bám sát từng hộ gia đình, nhất là hai hộ gia đình cuối cùng để thuyết phục họ. Do cái quyết tâm như vậy, cộng với cái chỉ đạo kiên quyết của trên, cho nên là hộ thứ nhất tháng 4 năm 2023 chấp thuận nhận bồi thường và bàn giao diện tích mặt bằng tiếp. Còn một hộ cuối cùng là cố tình không chấp thuận, nhưng với cái quyết tâm và căn cứ vào quy định của nhà nước thì tổ dân vận cộng đồng trực tiếp tuyên truyền, nâng cao nhận thức và cuối cùng thì chủ hộ đã nhận thức được cái việc mà mình đòi hỏi là nhà nước không thể đáp ứng được và chấp thuận cái bàn giao mặt bằng để thi công cầu A Lữ. Năm 2023, phường Trần Phú thành lập 7 tổ dân vận cộng đồng với 153 thành viên và kiện toàn 59 tổ liên gia tự quản với 1.986 thành viên. Đến nay, các tổ dân vận cộng đồng ở tổ dân phố cơ bản duy trì tốt các hoạt động được cấp trên đánh giá cao. Nhiều mô hình điển hình dân vận khéo tiêu biểu được cấp trên công nhận như mô hình của tổ dân phố Đàm Thuận Huy và Á Lữ. Các cái tổ dân vận cộng đồng trên địa bàn phường hoạt động nề nếp có hiệu quả, đem lại cái nhiều những cái lĩnh vực như công tác tuyên truyền vận động nhân dân mua bình phòng cháy chữa cháy, công tác vệ sinh môi trường ngày chủ nhật xanh và đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn đã góp phần làm cho diện mạo đô thị của phường ngày càng khang trang sạch đẹp. Đây chính là kết quả từ sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy phường và sự vào cuộc của chính quyền, ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể từ phường đến tổ dân phố. Đó cũng là cơ sở để Đảng ủy phường Trần Phú
tiếp tục lãnh đạo công tác dân vận trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình thành phố Bắc Giang ngày 21 tháng 12 năm 2023. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau. Thân ái tạm biệt quý vị và các bạn.